Em Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất có địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và lô đất của chúng ta là nó có mặt tiền đường quốc lộ 14A quý vị anh chị nhé. Tài sản trên đất gồm có một căn nhà cấp 4 và mặt tiền đường kinh doanh quý vị anh chị. Toàn bộ xung quanh lô đất của chúng ta là khu vực khu dân cư, đầy đủ mọi tiện ích. Và theo như màn hình quý vị anh chị đang theo dõi, thẳng theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về được các tỉnh phía Bắc, cũng như là hướng lên thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 35 km thôi quý vị anh chị nhé. Và lô đất này thì rất chi là gần công ty của bên em quý vị anh chị nhé, công ty bất động sản VMB Group, có chi nhánh tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và ngay cạnh bến xe. Quý vị anh chị có nhu cầu mua bán hoặc là ký gửi nhà đất thì hãy liên hệ đến công ty của bên em. Đây là vị trí của công ty bên em, rất chi là gần lô đất hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị. Lô đất của chúng ta thì rất là gần bến xe này. Đó, đây là bến xe mới của huyện Chư Sê và toàn bộ là khu đất trống trên này thì sẽ được quy hoạch cụm khu công nghiệp quý vị anh chị nhé. Và ở đây thì đã có một nhà máy công ty bông của quý vị anh chị nhé, một nhà máy công ty bông thì đang hoạt động trên này. Và theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về được trung tâm của thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 35 km. Và theo trên màn hình quý vị anh chị đang theo dõi thì đây là ngã tư đường tránh và công ty bông, lưu lượng xe cộ đi lại rất là đông. Và đây là toàn bộ là khu đất trống này đã được quy hoạch cụm khu công nghiệp cũng như là bến xe mới mở rộng. Đó, một khu vực có vị trí rất là tiềm năng để chúng ta đầu tư kinh doanh hoặc là mua nhà để chúng ta sinh sống, chúng ta kinh doanh buôn bán tại đây thì ở khu vực này sau này thì sẽ rất là tiềm năng. Đây là toàn bộ là mảnh đất trống này là được quy hoạch bến xe mới mở rộng và đây là bến xe của chúng ta. Đây là giai đoạn 1 quý vị chị nhé, giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì sẽ được mở rộng. Đó, lưu lượng xe cộ này đi lại rất là đông, xe khách, xe tải này, xe con này, xe máy đi lại suốt ngày đêm quý vị anh chị nhé. Dân cư ở rất là đông này quý vị anh chị. Đó, và theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về các tỉnh miền Nam, đó, như là Sài Gòn, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, là chúng ta sẽ đi về theo hướng này, theo tuyến quốc lộ 14A này. Một tuyến đường quốc lộ 14A lớn thứ hai của cả nước quý vị anh chị nhé, một tuyến đường rất là quan trọng, giao thông huyết mạch quý vị anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta là cũng đầy đủ mọi tiện ích. Trước mặt quý vị anh chị đang theo dõi thì chúng ta sẽ có một trường học và ủy ban quý vị anh chị nhé, trường học, ủy ban và trung tâm giáo dục thường xuyên. Và bây giờ mời quý vị anh chị chúng ta theo chân em thì em sẽ đi vào quay chi tiết cụ thể căn nhà để cho quý vị anh chị có cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm lô đất này nhé. Và đây là căn nhà của chúng ta quý vị anh chị nhé. Căn nhà của chúng ta thì có bề ngang là 7m79 và sâu là 42m, trên đất đã có 130m2 đất thổ cư rồi. Mặt tiền quốc lộ 14A là 7m79, sâu 42m và có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ quý vị anh chị nhé, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ. Đây là phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba quý vị anh chị nhé. Nhà thì hoàn toàn là được lắp cửa gỗ và trần là trần tôn chống đóng hết quý vị anh chị nhé. Và đây là vị trí phòng bếp, không gian rất là rộng, nhà rất là kiên cố. Nhà thì cái nước sơn theo như em thấy thì nó hơi bị xuống cấp một chút, quý vị anh chị mua về chúng ta dọn dẹp lại, chúng ta sơn sửa lại thì căn nhà này thì rất chi là đẹp, rất chi là đẹp quý vị anh chị nhé. Và đây là khu vực nhà tắm.
và nhà vệ sinh của chúng ta. Nhà tắm và nhà vệ sinh đầy đủ mọi công năng sử dụng. Và lô đất của chúng ta thì nó sẽ có một khoảng vườn đằng sau nữa quý vị anh chị nhé, khoảng vườn đằng sau nữa. Gia chủ cũng có nuôi gà nuôi vịt ở khu vực này. Quý vị anh chị mua về thì chúng ta có thể múc một cái ao nhỏ nhỏ và chúng ta trồng rau, chúng ta nuôi cá, chúng ta nuôi con gà con vịt ở đây rất là đẹp. Mặt tiền đằng trước thì chúng ta có thể để kinh doanh được. Căn nhà rất là rộng rãi và gia chủ đang mong muốn bán căn nhà này với mức giá bán là 1 tỷ 300 triệu, bao hết toàn bộ thuế phí cho quý vị anh chị chúng ta luôn nhé. Em xin nhắc lại, căn nhà có địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, có bề ngang mặt tiền quốc lộ 14A là 7m79, sâu 42m và 130m2 đất thổ cư, nằm ngay trong khu vực trung tâm buôn bán này, bến xe, trường học, trạm y tế, ủy ban, đầy đủ mọi tiện ích quý vị anh chị nhé. Và em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy liên hệ ngay cho em Hòa. Em Hòa sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị anh chị và sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý vị anh chị chúng ta tham khảo. Quý vị anh chị có nhu cầu mua bán ký gửi nhà đất thì hãy liên hệ ngay cho bên công ty em, công ty bất động sản VNB Group, có chi nhánh tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ngay cạnh bến xe. Và em Hòa cũng kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì cho em Hòa xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh nhà đất chúng em nhé. Em Hòa xin chân thành và cảm ơn quý vị anh chị và hẹn gặp lại quý vị anh chị vào những video sản phẩm tiếp theo.